Ok thì hello anh em, thì bây giờ á, hồi nãy sau cái vụ mà phát đèn rút á thì mình nhận thấy là một số anh em là có vẻ như là không có tin vào sức mạnh của trái Dokuroku. Thì bây giờ mình sẽ review về trái Dokuroku cho anh em xem nha. Trái này là trái độc độc, thì bây giờ mình sẽ review đây. Thì ở đây mình đang sử dụng server của thằng bạn mình, một người nước ngoài tên là Mika Wolf 2. Ok thì bây giờ chiêu đầu tiên của cái trái Doku á là chiêu Z. Chiêu Z là chúng ta sẽ bài tiết ra một lượng lớn chất độc như thế này, một lượng chất độc như thế này. Đó, đi tới đâu thì gây sát thương tới đó. Đó. Thì những người đụng vào mình cũng sẽ bị gây sát thương nha anh em. Ai đụng vào mình sẽ bị gây sát thương, ok. Ok, chiêu thứ hai là chiêu phun. Phun độc. Đó, phun vào một vùng độc như thế này. Đó. Gây sát thương, ok. Chiêu thứ ba là chiêu di chuyển, chiêu này có thể bay nhanh nha anh em. Thì chiêu này là chiêu bay, thì cái trái này bay rất là nhanh nha anh em xem. Đó. Bay rất nhanh, bay nhanh hơn mình thấy bay nhanh hơn là trái Mera, trái Smog, trái Gasu á. Có khi thấy còn nhanh hơn trái Phoenix nữa anh em à. Bay nhanh chứ bộ. Bay nhanh. Bay nhanh, bay nhanh ấy. Ok. Thì cái trái này mình đi rút đã là 750 rồi, cho nên là nó có tốc độ bay như vậy. Đó, anh em thấy bay rất là nhanh nha anh em. Ok thì tiếp theo là chiêu V, thì mình không có nhớ cái trái này có chiêu V không nữa, mình không nhớ, hình như là có chiêu V thôi mà, có chiêu V. Thì bây giờ mình sẽ test chiêu V đây. Chiêu V là chúng ta sẽ đứng tập chỗ như thế này, tạo ra những con rồng bằng độc, thì tối đa là anh em tạo được ba con rồng cùng lúc. Cái này thì anh em chỉ chuột kỳ đâu thì con rồng nó sẽ tấn công vào chỗ đó gây sát thương, nhưng mà có một cái bất lợi là khi anh em dùng chiêu này anh em sẽ đứng yên không di chuyển được, đây không di chuyển được, thì lúc này anh em sẽ thành cái bao cát di động đó, là anh em cẩn thận. Ok tiếp theo là con này có một cái chiêu ẩn ở đây mà, chiêu ẩn này thì anh em sẽ kích hoạt bằng cách nhấn hai lần nút X và nút Z, thì nó sẽ biến thành cái con quỷ dương độc như thế này. Cái con này là nhiều anh em không biết thì nói là cái trái này yếu, nhưng mà trái này thật sự rất là mạnh anh em, có thể nói là mạnh nhất trong những cái trái màu xanh đó, có khi nó nhặt mạnh hơn một số trái màu tím luôn. Thì anh em cứ chê nó yếu nhưng mà thật sự nó không yếu anh em. Ok, mình sẽ đánh Luffy cho anh em xem. Ok. Đầu tiên là chiêu X. Chiêu Z chứ, chiêu đầu tiên là chiêu thích chất độc nè. Đó, anh em đi vòng như thế này. Luffy nó chạy theo anh em nè. Đó, anh em xem. Đó, anh em chạy đi chạy lại vậy thôi. Chạy đi chạy lại rồi, đó, anh em thấy. Đánh Luffy rất là dễ luôn, nhẹ nhàng. Đó. Thì hơi nguy hiểm chút, bên này mà phải bật Haki quan sát. Chiêu là chiêu ít, chiêu ít là phun độc, chiêu này có tác dụng đẩy lùi anh em, đẩy lùi được, đẩy lùi được. Ok đó, nó cũng mạnh, thì anh em có đọc hai chiêu này. Ok chiêu ba là chiêu bay, nó cũng gây sát thương anh em, nó vẫn gây sát thương. Chiêu ba này có một cái là anh em bật cái rồi là không có xài Haki quan sát được nên nguy hiểm. Thì ok chiêu thứ tư là chiêu này, anh em cũng không sợ Haki quan sát được nha, nó nguy hiểm đó, nguy hiểm lắm. Chiêu này để chơi thôi chứ không có đánh được đâu, nguy hiểm lắm. Mà đam skill này gây ra thì cũng khá cao đó chứ, 125 máu nhanh dây thì cũng được thôi. Được đâu đây mà. Chiêu này thì đem đi để trang trí thôi, không có chơi được. Chơi nó thì nguy hiểm lắm á. Ok, bây giờ tới chiêu cuối nè, chiêu quỷ độc nè. Chiêu này mới là chiêu độc lên thương hiệu nè. Xem.
trái Suna đây. Luffy chạy vào đây anh em coi nè. Đó. Luffy chạy mình hát máu á. Luffy nó chạy mình nè. Đó. Em có thể thấy. Đó, nên thấy. Luffy ra là chết. Luffy giờ không lại trái này đâu anh em ơi. Trái này mạnh lắm. Trái này nó đa dụng anh em à. Mặc dù không phải là Lugia nhưng mà nó vẫn có thể giết Luffy được. Đấy, anh em có thể xem. Luffy không đụng được tới mình luôn. Đó. 750 đều virus nha anh em, là mạnh gì đó. Kỳ. 655 đa 1 giây thì anh em phải biết. Sáu cho 25 đam một giây này mà rất mạnh đó, em thấy easy Luffy không, rất là dễ dàng luôn khi mà trong trạng thái này anh em không có làm gì khác ngoài việc di chuyển, anh em không làm được gì hết, chỉ di chuyển thôi, không bật haki được hết đó. Thì Luffy nó đánh mình thì đánh thôi chứ nó chết trước khi nó phải giết mình, easy không, chạy tới chạy lui vậy thôi. Thì clip mình tới đây thôi, hy vọng là anh em sẽ có một cái nhìn khác về trái này nha. Thì lần sau mình sẽ có thể sẽ anh nếu anh em nào thích thì mình sẽ cho anh em trái này để anh em review. Ok. Bye bye anh em, thì cái trái này là do các bạn các em Redmix 2007 này cho mình review và anh em xem. Ok, vui lòng nhấn like. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.